Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh xá trung tâm. Kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2018. Chúng ta lại có cái phước duyên gặp nhau để gieo duyên niệm pháp bảo. Thì hôm nay trong cái phạm vi ngắn trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì sư cô sẽ giảng cho quý vị một cái đề tài nhỏ. Cái đề tài này đó nó có cái tên là vượt qua số phận. Sư cô có cái đề tài này là bởi vì có một cái người Phật tử đó tặng cho sư cô một cái quyển sách. Cái quyển sách này á nó có cái tên là Khó Vượt Qua Số Phận. Và cái sách này là một cái tập hồi ký được thu gọn lại. Và cái hồi cứu này là người thật việc thật đã được kể lại ở trong cái tập hồi ký nhỏ này và lấy cái tên như vậy. Thì khi cái tập hồi ký này sư cô đọc thì thấy là rất là xúc động. Và nó có những cái mà khi chúng ta đó bị cái số phận mà nó đè ép mình xuống rồi đó thì mình thấy quả thật là chúng ta khó vượt qua cái số phận. Chữ khó này không có nghĩa là không thể vượt qua số phận, chỉ có khó mà thôi. Bây giờ đầu tiên đó chúng ta hiểu đó, cái số phận nó nghĩa là gì. Thông thường người ta nói là tại cái số của tôi nó như vậy, hoặc là tại cái số phận của tôi nó như vậy, hoặc là cái đó là cái định mệnh rồi, cái đó là cái vận số của tôi rồi, cái đó là cái số phận của tôi rồi, không thể nào thoát ra được cả. Thì vậy chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ mà rất là thân thuộc với chúng ta đó, thì chúng ta xem đó là cái số mệnh là gì. Thì cái số này có nghĩa là cái phần mà nó đã định đặt rồi. Và chúng ta cứ cho rằng ông trời là cái người có thể tạo ra tất cả mọi thứ, thì chúng ta nói rằng là cái mà ông trời đã định đặt rồi, khó có vượt qua được đó, thì nó gọi là cái phần số. Còn cái mệnh đó, là cái mạng sống của mình, cái sự sống của một cái con người đó, nó không có lường trước được tất cả những cái biến chuyển của nó. Mà tất cả những cái biến chuyển xô tới đó thì đó đều là sự sắp đặt của ông trời, mình không có cãi được nữa rồi. Và cái đó nó trở thành một cái định mệnh, tức là cái gì đó mà ông trời đã an bài rồi. Mình giàu có hay mình nghèo, hoặc là đang nghèo thì bỗng nhiên nó hanh thông nó được giàu, đang giàu tự nhiên nó mất hết, hoặc mình đang sung sướng đây trở thành phải sống những cái đời sống mà phải nói là lây lất khổ sở, hay là đang lây lất khổ sở đây bỗng một ngày đó sướng như tiên chẳng hạn gì. Thì tất cả những cái này người ta đều nghĩ rằng có một cái sự sắp đặt nào đó, có một cái sự vận hành nào đó mà mình không có hiểu được, chỉ có ông trời mới hiểu được thôi. Như vậy mỗi người nó có một cái số phận, nó có một cái vận mệnh, nó có một cái định mệnh mà do ai đó sắp xếp, ông trời cũng sắp xếp. Ông đã định như vậy rồi, cãi lại không được, đổi lại không được, khó mà cãi số, khó mà cãi lại mệnh trời. Như vậy chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng đã biết điều này, cũng đã thấm thía cái điều này. Và bản thân của chúng ta đôi khi cũng nghĩ rằng đúng là vậy rồi, không có thể nào mà nói khác hơn được nữa. Như vậy đạo Phật chúng ta khi nói tới cái sự số phận, khi nói tới định mệnh, khi nói tới vận mệnh, những cái mà ai đó đã sắp đặt rồi, đã vận hành rồi, không có sửa đổi được, thì đạo Phật nói nó là cái gì, đúng ở cái chỗ nào, và cái chỗ nào nó chưa đủ. Thì trước tiên đó, chúng ta có thể nói rất gọn rồi, tất cả những điều hồi nãy giờ mà chúng ta nghe, mà chúng ta biết đó, thì chúng ta hiểu rằng cái đó là đúng sự thật. Và cái sự thật này đó, trong nhà Phật gọi nó là cái quả của nghiệp lành, hoặc là cái quả của cái nghiệp xấu ác mà chúng ta tạo ra.
Như vậy khi nó đã kết quả rồi thì nó không thay đổi được, nó định vậy rồi. Ví dụ như mình nói cái này, mình sinh ra là nam hay nữ thì đâu có đổi được nữa đâu. Mà cái này nó là quả mà, quả của nghiệp. Một trong những cái sắc pháp mà để nó hình thành, nó tạo nên một cái thai bào đó, thì cái sắc nghiệp đầu tiên đó, ba cái sắc nghiệp đầu tiên, ba nhóm sắc nghiệp đầu tiên, thì cái sắc tính nam tính nữ để mà hình thành ngay cái phút đầu tiên đó, thì cái người mẹ này hoài thai đứa con trai hay đứa con gái là trong sát na đầu tiên của cái tâm quả trục sinh, nó đã xác định như vậy. Như vậy chúng ta sinh ra trai hay gái thì nó là cái quả rồi, nó đâu có đổi được, nó xác định rõ ràng như vậy rồi. Nam hay nữ, chúng ta sinh ra với các căn nó đầy đủ hay không là nó xác định trong cái quả tục sinh ngay sát na đầu tiên rồi. Nó hình thành được là cái người này đó, là trong cái phát triển của người này á, là cái hình thể người này cao hay thấp, ốm hay mập, ngắn hay là cũng như là trắng hay là đen, nó đã định hình rồi. Và cái thứ ba nữa là cái hệ thống thần kinh của mình thì tất cả cũng đã định hình trong cái sát na đầu tiên rồi. Thì như vậy cái thân thể của chúng ta đây nè, thân nam hay thân nữ, mình sinh ra với một cái hệ thần kinh tốt đẹp hay nó có thiếu sót, các căn nó hoàn chỉnh hay nó thiếu sót, là nó đã có từ trong cái sát na đầu tiên khi mà tinh cha quyết mẹ vừa gặp nhau. Nó như là một cái vệt xương cực kỳ mỏng trên đầu một cái lông thỏ, chứ không phải trên đầu một cái ngọn cỏ này. Nó cực kỳ bé nhỏ như vậy mà nó đã định hình tất cả rồi. Thì đó là quả của nghiệp, chúng ta làm sao tránh khỏi được. Và khi mà càng ngày chúng ta càng lớn lên thì tất cả những cái cấu tạo về mặt bên trong cũng như mặt bên ngoài, tức là cái hình dung của chúng ta bên ngoài cũng như tất cả những cái bộ phận ở bên trong chúng ta, tốt đẹp hoàn hảo hay không, bén dễ hay không, bề ngoài dung nhan xinh xắn hay không, tất cả nó đều là quả nghiệp hết rồi, làm sao thay đổi được. Nhưng mà cái quả nó trổ xanh thì chúng ta nó có tạo một cái dòng nghiệp mới, đó là chúng ta ứng xử với những cái quả này. Cái ứng xử này, cái xử lý này chính là chúng ta đang tạo cái mới. Và cái ứng xử này nó làm cho chúng ta có thể thay đổi được những cái quả này, và chúng ta có thể cải được cái mệnh số. Và muốn làm như vậy thì chúng ta phải thấy biết rõ ràng, chúng ta mới có thể xử lý nó một cách hợp lý. Chúng ta mới có thể đó xử sự như thế nào để phải cách đối với những cái quả mà nó hiện ra trong cái đời sống chúng ta. Thì như vậy cái chữ định mệnh, cái chữ số phận, cái chữ số phận, vận mệnh của mình vân vân, thì tất cả là muốn nói đến cái quả nghiệp của mình. Cũng như trong tử vi nó cũng có là gọi là cái tiền và cái hậu. Cái tiền là cái mà nó định hình rồi, và cái hậu là cái sau này có thể thay đổi được. Nó rõ ràng có hai phần chứ không phải một phần. Cho nên khi chúng ta nói chữ định mệnh là chúng ta mới nói có một phần, là chúng ta nói đến cái quả nghiệp của mình. Và cái phần thứ hai chúng ta quên nói tới, cho nên là chúng ta thụ động trong cái quả nghiệp của mình và chúng ta không thoát ra được. Và không thoát ra được thì chúng ta nói rằng là không thể nào cải mệnh, không thể nào cải số. Nhưng mà trong cái đạo Phật có nói rằng tu là chuyển nghiệp. Tu đây có nghĩa là sửa đổi. Nếu mình biết mình sửa đổi thì mình có thể thay đổi số phận của mình. Tức là mình chuyển cái nghiệp, từ cái xấu mình có thể chuyển sang cái tốt. Đó là mình thay đổi, đó là mình cải mệnh, đó là cải số. Chuyện này làm được, nhưng mà khó chứ không phải dễ. Và vì khó không phải dễ cho nên mình tu là có tập. Tức là mình sửa đổi, mà mình thấy khó thì cứ tập sửa đổi, tập sửa đổi, cho đến khi mà chúng ta sửa đổi được những cái thói hư tật xấu của mình. Giờ hôm nay đó thì sư cô đọc truyện giùm cho quý vị, tức là đọc cái tập sách mỏng này, Khó vượt qua số phận, một cái hồi ký thật. Cái người ghi lại cái hồi ký này là một vị thầy giáo tên là Đỗ Duy Ngọc, nói về cuộc đời của mình.
và cái người bạn thân nhất của mình, người đó tên là Nhân và người này tên là Ngọc. Trong cái phần này đó thì sư cô trích ra chỉ nói cái cuộc đời của người bạn của thầy Đỗ Duy Ngọc, đó là cái người thanh niên tên là Nhân. Hai người này đó là cùng học trường Pháp, rồi sau này đó là cùng đi du học bên Pháp với nhau. Thì sư cô nói một nhân vật thôi, là nói đến cái người bạn của tác giả Đỗ Duy Ngọc, tên là Nhân. Thì cái người này đó, nó có một cái phước báo rất là rõ ràng, là khi mà còn nhỏ mà đi học đó, thì học môn gì cũng giỏi hết. Và sinh ra trong gia đình đó, cha thì làm đốc học, có tất cả 5 anh em. Nhưng mà người này là vượt trội hơn tất cả đó 4 chị em còn lại của mình, giỏi nhất, sáng chói nhất. Vào trường học đó thì tất cả những cái môn mà toán lý hóa đó, những cái môn đó thì không có một người bạn nào trong lớp có thể vượt qua được cậu Nhân này. Bên cạnh đó, cậu là cái người rất là giỏi võ nghệ, chơi cờ tướng cũng giỏi. Nghĩa là đã không làm thì thôi, mà đã đụng tới cái lĩnh vực nào thì hình như cũng đều thành công hết. Và cậu là một cái tấm gương sáng. Mỗi một năm như vậy á, mà học rồi mà lãnh phần thưởng á, thì ôm không có nổi, phải thuê cái xe xích lô đó mà chất những cái phần thưởng nó lên chở về nhà. Mà một cái cậu học sinh á, rất là đàng hoàng, chỉ là đúng như là cha mẹ mong đợi, chỉ là tối ngày làm sao là mình vừa học vừa luyện tập vừa để mà khéo léo trong cái sinh hoạt của nhà trường, thì làm một cái việc gì đó thì đều là có thể thông suốt được và có thể đứng đầu được. Cái phước báo như vậy, thì trước khi cậu này sắp sửa đi qua Pháp du học thì cái người cha này đó mới có một cái người bạn đó, rất là giỏi về coi tướng số. Thì cái người này đến coi mới nói thế này: cậu này có gì cũng tốt đó, trừ có một việc, là khi nhìn vào cái con mắt của người này đó, thì con mắt của người này nó sáng một cách kỳ lạ. Và khi mà nó nhìn ai đó, nó giống như là có lửa vậy đó, nó thiêu đốt người đó, nó rất là táo bạo. Và cái ông thầy ông nói đây là nó có cái sát khí. Cái sát khí này có thể hiểu như thế này: cậu này giỏi giang lắm, đàng hoàng lắm, nhưng mà cái tánh nóng lắm. Và khi cái nóng này đó, nó có thể đưa đến cái chuyện mà nó liên quan tới cái việc mà nó nguy hại tới tánh mạng của cái người khác. Cho nên gọi là cái cậu này trong mắt đó, nó có cái hung khí. Cái hung khí đó gọi là cái sát khí. Thì cái người cha mới nói rằng là nếu như vậy thì có cái gì tai hại lắm không? Ông thầy cũng nói không sao, mình biết như vậy đó thì mình có thể tránh được, bớt cái tánh nóng giận đi thì mọi chuyện nó suôn sẻ thôi. Thì người cha mới nghe cái người bạn mình nói vậy thì cũng tạm yên lòng. Và khi cậu này đi qua bên Pháp học đó, thì rất là giỏi, người ta học dự bị một năm á, mới thi vô trường đại học được. Nhưng mà cậu này đó là học có 6 tháng thôi, mà khi thi vào trường đại học là đậu thủ khoa, trường đại học Bách Khoa ở Paris. Đây là trường đó, nó có cái tên là École Polytechnique, trường đại học Bách Khoa ở Paris, và cậu là người thủ khoa. Thì khi vào học rất giỏi, không những giỏi về môn học mà những cái sinh hoạt thì cậu này cũng giỏi luôn. Tức là đi đấu cờ thì cũng đứng hạng nhất, mà lại là huấn luyện viên về võ thuật. Rồi là khi mà đi vào trong cái đội bóng á, thì cái vị này đó là cũng là cái người là phải nói là xuất sắc, học giỏi xuất sắc, mà cầu thủ bóng đá cũng là xuất sắc. Đặc biệt là cuối năm nhận phần thưởng của Tổng thống Pháp. Và cái vị Tổng thống Pháp này đó là Georges Pompidou, nhận cái phần thưởng đó là ở Élysée, tức là ở cung điện Élysée, là một cái niềm hãnh diện rất là lớn lao, thành công rực rỡ. Một cái người trẻ tuổi mà nó
đang trong cái thời kỳ rực rỡ của nó, là rất đổi tài hoa, rất đổi là sáng chói như vậy. Nhưng mà cái tiềm ẩn trong cái tánh nóng đó, nó đã hiện ra trong cái sắc pháp là con mắt đây. Thì cái đó nếu chúng ta nói nó là cái định mà thì quả thật nó là cái định mà. Vì sao vậy? Vì tất cả những cái tánh khí này đó là nó hun đúc một cái thói quen từ trong cái dòng nghiệp cũ của quá khứ. Và bây giờ cái kiếp này sanh ra nó có hai cái rất là rõ ràng. Thứ nhất là cái phước báo để cho thấy rằng cậu này có sức khỏe hơn người, có năng lực hơn người, tài hoa hơn người, và đầy đủ cái tư cách để bước chân tới cái chỗ nào đó thì mình đều là lãnh tụ trong cái lãnh vực, trong cái nhóm đó cả. Mà làm hoàn thiện, làm tốt đẹp những cái công việc của mình và người ta tán thán và gọi đây là Superman, tức là một con người siêu việt, hay còn gọi là một siêu nhân, tức là đây là một cái con người giỏi lạ lùng, vượt lên trên tất cả những người khác. Thì khi một cái người thanh niên mà thành công như vậy, mà tài hoa rực rỡ như vậy, thì cậu này không phải là một người mà sống một cái đời sống mà ích kỷ nhỏ mọn được. Cho nên là làm một sinh viên giỏi, thì cái tâm của người này đó nghĩ tới đất nước, nghĩ tới xã hội. Và vì vậy á, nó sớm bộc lộ một cái khuynh hướng chính trị. Thì trong cái thời kỳ mà trước cái hiệp định Paris và sau cái hiệp định Paris, trước cái hiệp định Paris đó thì là có cái chiến tranh ở tại Việt Nam này, thì tất cả những cái người trẻ lớn lên mà có một cái đời sống tốt đẹp thì luôn luôn thể hiện được cái tình cảm của mình đối với đất nước quê hương. Thì cái cậu này đó đứng về mặt mà coi như là suy nghĩ và cái hành động của mình đó, thì cậu thành lập một cái nhóm, và cái nhóm này do cậu đứng đầu, và cậu ủng hộ cái miền Nam này, tức là Việt Nam Cộng Hòa, thì cậu ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, và cậu đứng lên để mà coi như là đấu tranh để mà tạo dựng một cái đất nước theo đường lối của Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái năm đó là cậu ở chung với một người sinh viên cũng Việt Nam, người này tên Thạch. Và cái người này đó cũng giỏi giang và cũng sáng chói, gọi là con trai của cái ông mà chủ tịch cái tối cao pháp viện của Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi này cậu này qua đó thì cậu này cũng học giỏi, cũng hoạt động và đứng đầu một cái nhóm. Nhưng mà lạ lùng thay đó, cậu này có khuynh hướng thiên tả, cho nên là cậu này đó là chủ trương là ủng hộ cái đường lối của Cộng sản. Thì sau cái hiệp định Paris rồi đó, thì nó gây ra nhiều cái sự tranh cãi dữ lắm. Thì cái cậu Nhân này với cậu Thành này đã ở chung với nhau. Và trong lúc hai người tranh cãi về cái chánh kiến, thì cậu Nhân này đó không có kiềm chế được cái sự tức giận của mình. Cho nên là hai người ở trong phòng ngồi nói chuyện với nhau, mà khi cái cậu Nhân là cậu tức quá đó, cậu không biết làm sao, thì cậu phóng qua một cái, cậu đá cái cậu Thành này ngay trong cái đầu này á, thì nó gặt cần cổ xuống và chết tại chỗ. Thì cái chết đó nó giết hai con người, nó giết hai cuộc đời. Cái thứ nhất là cậu Thành này là chết rồi, không còn gì để nói nữa. Còn cái cậu Nhân này cũng chết luôn cả cuộc đời. Thì vì khi đó cảnh sát nó bắt lại, nó giam. Và khi nó xác định được cái án mạng này như thế nào rồi đó, thì nó trục xuất và nó áp giải về Việt Nam để tòa án Việt Nam đó là xử lý. Nhưng mà trong cái rủi đó, nó có một chút xíu may ở chỗ là cái ông chủ tịch mà gọi là tối cao pháp viện này đang ứng cử vào một cái vai trò mới hơn, cho nên là đã xử im cái việc này. Cho nên sau vài tháng ở trong tù thì cậu này được thả ra. Nhưng bây giờ đâu còn con đường nào nữa đâu. Nhà ở đâu ở, cơm ở đâu ăn. Thì như vậy cái đối mặt đầu tiên là đối mặt với cơm áo. Đường tương lai là cắt đứt rồi. Bây giờ đi làm thuê làm mướn cũng không thể dễ. Và cuối cùng đó, thì nó xô đẩy
Cho nên cậu này đó, một hôm nó lang thang ở cái chợ miền Tây, ở chợ Bình Tây, ở chợ lớn. Thì cái buổi chiều đó mới trông thấy đó, ba cái người thanh niên ngồi đó nhậu. Mà trong đó có một cái con gà luộc rất là ngon. Thì cậu nhân này đứng một bên nó thèm lắm, đói lắm, muốn xin, nhưng mà không biết làm sao mà xin. Mà đứng hoài thì không có chịu nổi. Cho nên là cuối cùng nó quyết định rằng là coi như ào tới một cái là xách cái con gà đó đi lại chỗ khác ngồi ăn. Thì ba cái thanh niên này là ba cái tay anh chị ở cái chợ Bình Tây đó, đâu có để yên. Cho nên tới là ba người đã tấn công vô. Thì cậu này đó một mình mà làm cho ba cái tên thảo khấu này nó ngã quỵ xuống hết. Thì như vậy là cả ba người đó đều là nể sợ cái gì này, cho nên mới hỏi lai lịch. Anh ở đâu ta? Tại sao lại dám cướp con gà chúng tôi ăn và bây giờ đánh chúng tôi đến như thế này? Thì người này nói là tôi không từ đâu tới cả. Bây giờ tôi đi tìm việc làm không có, đói quá. Đói quá mà xin thì không biết làm sao xin, cho nên là cướp để ăn đói quá rồi, không còn nói gì được nữa. Thì người này mới nói là chúng tôi ở đây là cái nghề tôi là như vậy đó. Từ nay anh là đại ca của chúng ta. Thì người này chấp nhận. Và ở trong cái thế giới của Lục Lâm Thảo Khấu đó mà nuôi cái mạng của mình. Và sau đó thì sự tranh chấp về cái lãnh địa và cái quyền lợi của những cái nhóm mà đại ca đó là tranh đấu với nhau, thì hai bên đó mới là tổ chức một cái buổi gọi là đấu với nhau để coi ai thắng ai bại, thì cái việc phân chia lãnh thổ nó sẽ thay đổi. Thì cậu nhân này mới nói với lại cái nhóm bên kia rằng không cần phải những cái người đàn em của mình đó là động thủ, bây giờ tôi với anh thôi đánh nhau, nếu mà tôi thua thì anh là người quản lý tất cả. Thì đồng ý, đàn em đứng dây quanh hết và hai đại ca này đánh với nhau. Và khi đánh với nhau đó thì lúc đầu là cậu nhân mới nghĩ rằng thôi mình đánh cầm chừng coi nó ra sao, cho nên không có ra cái đòn ác hiểm. Nhưng đánh mấy tiếng đồng hồ vẫn bất phân thắng bại vì cái người kia nói là võ sư. Thì cuối cùng cậu này ra cái đòn hiểm, đá một cái thì cái cậu này nằm sắp xuống và ngồi dậy không nổi nữa. Thì cái khi đó là cảnh sát nó bao vây tới, thì súng nhau nó chạy hết. Thì cậu này mới chạy ra rồi, nhưng mà quay trở lại đó mới giác cái người này tên là A Lũ trên vai, bởi vì nghĩ rằng nếu bỏ đó thì nó sẽ chết, cho nên giác đi. Thì khi như vậy là công an nó mới bắt được cả hai người. Thì một người đó thì đưa vào bệnh viện, còn một người đó là nó đưa vô trại giam. Và khi nó chuyển đi tới một cái nơi khác thì cậu này mới trốn trại ra. Và từ đó thì sống bất hợp pháp, sống lang thang. Và trong cái thời gian mà sống lang thang như vậy đó, thì cậu này mới đi trở về quê nhà của mình ở Đà Nẵng. Và sau bao nhiêu khó khăn đó thì gặp lại cha mình vẫn còn sống. Và cậu này nghĩ rằng là bây giờ chỉ có một cách duy nhất đó, là hãy nói thật với ba. Tại vì vừa bước chân vô thì ba hỏi con về hồi nào vậy? Con về hồi nào vậy? Con ở đâu vậy? Sao con không cho ba ấy? Thì cậu nhân này mới quỳ xuống, con mới trần tình hết tất cả những cái nỗi niềm của mình. Cậu vừa nói vừa khóc như vậy, như một chập lâu đó, không có thấy ba nói cái gì cả. Khi mà ngước lên như thế này đó thì thấy cái mặt ông tái đi và lắc cái tay chờ cái mình lạnh ngắt, ba đã chết rồi. Vì không thể nào chịu đựng được rằng cái người con trai mà mình đặt tất cả cái kỳ vọng đó và bao nhiêu năm nó sang pháp nó học nó rõ ràng như vậy, bây giờ thì nó về đây với một cái án giết người và sống cái cuộc đời của Lục Lâm Thảo Khấu như vậy, thì cái trái tim già nua của ông đó không thể nào chịu đựng được, cho nên đã đột quỵ ngay trên cái ghế ngồi đó. Và trong nhà chỉ còn lại có hai anh em làm tang, đám tang cho ba xong rồi thì cậu này bỏ ra đi, lang thang nữa.
Và sau đó gặp lại cái người bạn gái cũ của mình. Cô này bây giờ đi dạy học mà sống cũng rất là thiếu thốn, mà lại đang mang thai. Thai với ai thì không biết. Thì cậu này vẫn chấp nhận, bởi vì đó là cái người mà cậu yêu thương từ cái hồi còn trung học cho đến khi ra đi. Và vẫn mong mỏi rằng một ngày trở về đó thì hai người có cái đám cưới với nhau. Nhưng mà bây giờ gia đình cô này cũng tan tác, mà bên gia đình cậu này cũng tan tác, cho nên hai bên chấp nhận chung sống với nhau. Và sau này thì cậu mới biết rằng cái thai đó là để đánh đổi một cái căn phòng nhỏ và một cái đàn piano, thì cô mới được ở trong cái căn nhà của chính mình, chỉ có một phòng và cái chiếc đàn piano thôi. Thì sau đó đó, cậu này không có việc làm, và lấy cái với cái lương cô giáo của thời đó, ai đã đi dạy thì biết. Thì cô nhớ hồi mới ra trường đó, thì sư cô cũng có một cái ngành giáo tốt nghiệp như vậy là giáo sư đệ nhị cấp. Ra trường đó, là lương đó, thì đó là khoảng 25 triệu chị vàng đó, khoảng 28 triệu một lượng. Nhưng mà cái ngày bắt đầu đi dạy lại đó thì lương một tháng chưa tới một phân vàng. Và như vậy đó, chỉ sử dụng trong một tuần lễ thôi thì đã hết rồi. Thì làm sao cái cô giáo này, một cô giáo tiểu học, lại có thể nuôi được cái người chồng của mình khi người chồng của mình thất nghiệp triền miên. Và hôm đó khi cô bị một cái dao quẹt về xe cộ đó, thì cô ngã xuống. Cái xe thì bị hư, nhưng mà cô bị hư thai, máu nó ra lên láng như vậy, thì đi cấp cứu trong bệnh viện, tiền không có. Thì cái người chồng này mới bán cái đền đi để lấy cái tiền đó mà mới cấp cứu cho cái người vợ của mình. Và khi cái người vợ từ trong bệnh viện trở về, thấy căn nhà trống rỗng, cái phòng trống rỗng, bởi vì cái phòng đó nó chỉ nổi lên có cây đờn đó thôi, mà bây giờ cây đờn nó không còn nữa, thì cô mới đứng sững sờ. Cô đã phải đánh đổi, trả một cái giá rất đắt để có một cái căn phòng nhỏ xíu này với cái cây đàn nổi bật nhất, thì bây giờ cái cây đàn nó đi mất rồi. Cho nên cô sững sờ và cô im lặng không nói được một tiếng nào. Và cái người chồng cảm thấy mình quá tuổi cực và quá thấp kém, cho nên mới là nghĩ tới là không thể kéo dài cái trường hợp này nữa. Cho nên là cậu đi tìm những cái người mà làm giàu bất ngờ, đó là đi vào rừng để tìm cái cây trồng và cái kỳ lan, từ giả vợ để đi, vì không có chịu đựng được một cái đời sống suy sụp đến như vậy. Và khi cậu vào rừng cùng với những người bạn khác mấy tháng trời gian khổ vậy đó, cuối cùng tìm được một cái, mỗi người một cái ba lô, mà trong đó có trầm hương và có kỳ lan. Rồi ba anh em ấy từ trong cái rừng sâu mới trở về, để mỗi người đó với cái tài sản này đó có thể làm cho cái gia đình của mình đó khấm khá hơn một chút. Nhưng mà đi về trong cái mùa mưa lũ, cho nên những cái con suối nó ngập đầy nước, thì ba anh em phải lội qua cái suối đó mới có thể qua được. Thì một người đó đã bị nước lũ cuốn đi rồi, còn một cái người thứ hai đó là sau khi đó bị lũ nó giật lên giật xuống thì cái ba lô kỳ nam nó bay mất rồi, còn bây giờ anh ta thì đó là sắp chìm điểm dưới chỗ cái nước suối mà nó nước lũ đây. Thì cậu này là cái người khỏe nhất, cho nên chồm tới để cứu người rồi. Và cái trật chuột như thế thì cái bao mà kỳ hương ở đằng sau đó là nó cũng tuột đi. Nhưng mà cậu này nói rằng là sống, cứu sống nhau là trên hết, cho nên là cuối cùng đã ôm được cái người bạn của mình, và cả hai đó cùng
vượt qua cái cơn lũ đó. Và khi ra khỏi cái rừng đó mới biết rằng mình còn sống. Ôm nhau mà khóc để biết rằng còn sống là đủ rồi. Và mỗi người ai về nhà người đó, đi hai bài tăng trắng, về thì cũng trắng đôi bàn tay, không có một cái gì hết. Chỉ thấy sống là mừng rồi. Rồi khi về tới nhà thì cửa không có đóng, cho nên là cậu đẩy cửa vào. Thì khi vừa đẩy cái cửa ra thì thấy có một người trong, cho nên là nhẹ nhàng khép cái cửa đó, và kiếm một cái chỗ trú ngồi đó. Mưa suốt đêm hôm đó, và cho tới sáng hôm sau thì một người đàn ông mở cái cửa ra khỏi căn nhà đó, thì cậu Nhân vẫn ngồi đó. Cho đến khi cái người vợ mình đó, mở cửa đẩy cái xà đạp ra, thì mới hỏi, sửng sốt hỏi: anh về từ bao giờ? Tại sao anh không vô nhà? Tại sao anh ngồi dưới gốc cây cho mưa ướt hết như thế này? Thì cậu Nhân mới nói rằng là: tôi về vào lúc đầu, và tôi biết rõ rằng là trong cái căn phòng này không còn cái chỗ cho tôi nữa, cho nên làm sao tôi có thể vào được nữa. Thì cô này không nói được một tiếng nào hết. Thì cậu này bỏ đi, bỏ đi, biền biệt như vậy, đi vào trong rừng một lần nữa. Và lần này thì đi tìm vàng, nhưng mà đâu có được đâu. Quay trở về, nửa năm sau quay trở về, thì mới biết rằng cái hôm mình ra đi đó, thì suốt một tuần lễ đó cô nó không có đi dạy. Và đến khi đó người ta liên hệ hoài không được, người ta tìm thấy đó, thì cô đã treo cổ chết từ bao giờ không có ai biết. Và khi cậu Nhân hay cái tin đó đó, thì cậu trở thành một cái người là coi như là hết còn có bình tĩnh rồi. Và cái rối loạn đó đó làm cho cậu trở thành một cái người đó lang thang, đảo lộn của tâm trí. Và chúng ta gọi đó là một người điên. Và lang thang cù bơ cù bất như vậy, ai cho ăn cái gì ăn cái đấy, và nói những cái lời điên rồ, đi bẻ những cái cây củi và đem lại bán cho người ta, và nói rằng đây là trầm hương, đòi cái giá rất cao. Rồi chửi thì chửi bằng tiếng Pháp thôi, và cứ lang thang điên rồ nửa năm trời. Và sau đó lại bỏ đi, lang thang. Và lần này đó là đi vào rừng nữa, và đi theo cái nhóm người đi tìm vàng, đi đào vàng ở những quả mỏ. Và vào trong đó thì có sức khỏe để giỏi giang. Lúc đầu thì làm thuê, nhưng mà sau này đó làm cái người giàu có tiền có bạc. Và khi cầm cái tiền trong tay thì cái việc đầu tiên của cái người này đó là đi mua một cái đàn piano rất là đẹp, đem ra mộ của người vợ của mình khấn vái, xong rồi đốt cái cây đàn piano đó tại nơi cái ngôi mộ đó. Rồi trở về trong rừng và sống cái cuộc đời của một cái người đào vàng, và trở thành giống như một lãnh chúa trong đó. Thì một hôm đó, mấy cái tay anh chị ngồi trong đó uống rượu với nhau, thì cậu này đi tới, thì một tay anh chị trong đó mới nói vậy, chửi thề một cái, xong mới nói rằng: tưởng đi Tây đi Mỹ về làm ông này bà nọ, té ra cũng chỉ là cái thằng đi mót vàng thôi, mà lại còn giết cha rồi giết vợ nữa. Thì khi mà cậu này nghe xong nó khựng lại, mới hỏi: mày nói ai? Thì người này nói rằng: nói ai thì biết rồi. Và không đợi trả lời đó, thì cậu này nhảy lên đá một cái đó, thì người này gãy cổ chết liền tại chỗ. Và đi ra đầu thú 15 năm tù, 9 năm sau quay trở về, bị sốt rét, rồi nằm vật vã bên đường, không có mở mắt ra được. Thì người ta mới đem vô bệnh viện. Nằm trong bệnh viện không có tiền, không có ai chăm sóc cả. Thì rất là may, cái hôm đó một cái
Một cái cô này ngày xưa đó là bán cái thức ăn trong cái căng tin của nhà trường, mà hồi cái người này còn học ở trường trung học đó. Thì trong cái trường trung học mà cậu này học đó, là nổi tiếng là một người học sinh giỏi mà tài hoa đủ mọi mặt hết. Cho nên là cái cô này cô đem lòng cô ngưỡng mộ của người này. Nhưng mà chỉ là vậy thôi chứ không có nói một tiếng nào, mà cậu này cũng không có quan tâm gì đâu. Nhưng mà tình cờ cô này vào bệnh viện thăm một cái người bạn, thì trông thấy người này thì quá là kinh ngạc. Tại vì người này đi du học ai cũng biết mà, nhưng mà tại sao lại như vậy? Thì khi mà biết là không có ai hết đó, thì cái cô này cũng chăm sóc. Sau khi lành bệnh về đó, thì hai người sống với nhau. Cô đi bán rau, còn cái người này đó là đạp xe ba gác để chở hàng trong chợ đó. Thì hai bên như vậy đó là gắn bó cái đời sống với nhau. Thì một hôm như thường lệ, cậu này chạy cái xe ba gác, thì đến cái đường rầy xe lửa đó. Thì trong lúc mà còi hủ xe qua đó, không biết tại sao mà hai mẹ con của cái người đàn bà này đó, nắm tay nhau nó chạy qua cái đường rầy xe lửa. Thì khi cái xe lửa nó tới rồi là 10 phần là thấy không có cái phần nào để sống hết. Thì mọi người chỉ trố mắt ngó thôi. Nhưng mà người này vừa tới thì thoát từ cái xe ba gác là phóng người bay tới, là tại vì giỏi võ mà. Sống người bay tới là nắm hai cái người này dạt đi ra khỏi cái đường rây xe lửa. Nhưng mà cậu này té sắp xuống thì hai cái chân nó dướng vào trong cái đường rây đó, là xe lửa nó đi ngang nó nghiến nát hai phần chân. Và khi đưa vô bệnh viện đó thì là ta cắt cục lên tới trên đi. Và bây giờ thì người này vẫn còn sống với hai bàn chân cục như vậy. Và cái người bạn là thầy Đỗ Duy Ngọc kể lại cái cuộc đời và nói rằng đó, người ta khó vượt qua cái số phận của mình. Ngay cái ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh rồi, thì cuối cuộc đời đó sống một cái cuộc đời hết sức là khiêm tốn nhưng mà lương thiện đó. Thì bây giờ mất hai bàn chân thì lấy đâu mà đạp cái xe ba gác để sống? Vợ bán rau thì làm sao mà có thể mà thuốc thang mà nuôi lo đủ cho hai người này? Cho nên mới nói là khó vượt qua cái số phận. Nhưng chúng ta sau khi đọc xong cái câu chuyện này, và nhất là chúng ta là cái người Phật tử đó, chúng ta hỏi có thể vượt qua số phận được không? Nếu muốn hỏi vượt qua số phận được hay không, thì chúng ta hỏi cái gì đã làm nên cái số phận cay đắng của mình? Có phải như là cái gì thầy nói, thầy tướng mà bạn của ông đốc học đó nói rằng là cái cậu này đó, trong cái mắt nó có cái sát khí. Giờ nãy sư cô có nói với lại quý vị đây đó, cái sát khí đây có nghĩa là cái người có tánh nóng, nóng lắm. Và cái khi mà đụng chuyện xử sự đó, nó có thể là do cái nóng tánh này mà nó đi tới cái nghiệp sát. Đó là lời cảnh báo trước. Nhưng người này vẫn phạm. Bây giờ cái việc thứ nhất chúng ta trở lại. Một người bạn cùng trang lứa với mình khác cái chánh kiến với nhau. Tức là những cái ý kiến về cái lập trường chính trị hai bên khác nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau, phản kháng nhau. Nhưng mà ai cũng có cái quyền tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ, tự do có quan điểm của mình. Còn cái chuyện chúng ta tranh cãi thì chúng ta cứ tranh cãi. Đâu có thể nào mà trong cái cuộc tranh cãi về mặt tư tưởng, về mặt quan điểm như vậy mà lại sử dụng cái bạo lực để mà bóp nghẹt cái tiếng nói của cái người bất đồng chánh kiến của mình. Có nghĩa là thủ tiêu đi, có nghĩa là giết đi để mà không cho người ta nói nữa. Thì như vậy cái ứng xử này, trong khi tranh luận về cái vấn đề quan điểm chính trị khác nhau, mâu thuẫn nhau, đối kháng nhau, thì chúng ta tự hỏi mình có quyền dùng cái bạo lực để bóp nghẹt cái tiếng nói của người khác không? Nếu mình nói rằng mình không có cái quyền làm như vậy thì rõ ràng là mình sai. Rõ ràng là mình nóng quá cho nên mình giải quyết
quá ư là tàn bạo. Cũng như bây giờ mình nói đi, mình có con, có cháu đây, mình dạy nó, mình nói nó, mình khuyên nhủ nó, mình giải thích cho nó để cho nó hiểu, mà nó không hiểu nó sai, mà mình cầm cái roi mình đánh nó là mình đã bất lực rồi, mình đã thua nó rồi, mình mới cầm roi đánh nó. Mình đánh nó một cách tàn bạo nữa thì cái lúc đó cái tâm của mình khi đánh nó không phải để dạy dỗ nó, mà mình đánh bởi vì mình quá tức giận, vì mình nô lệ cho cái tánh nóng của mình mà mình thô lỗ đối với người khác. Cho nên có những đứa nhỏ nó nói, má nó nói tại sao má nói mà con không nghe, con cứ cãi hoài như vậy thì má mới la con, má mới đánh con chứ. Nó nói sao các bạn biết không? Cái gì biết không? Nó mới có 5 tuổi mà nó nói tại sao má cứ cãi con hoài mà má không biết. Như thế đó. Nó muốn cái đó, nhưng má nó muốn cái khác. Thì má nó nói là con cãi má, má nói con không nghe. Nó nói ngược lại, má cãi con. Chứ nếu má thuận cho con thì con đâu có nói nữa. Vì thế chứ, trong cái tranh luận đó, mỗi người đều có cái quyền của người ta. Nhưng mà mình dùng cái vai trò của mình lớn hơn để mình dùng roi mình đánh người ta, mình phạt người ta, thì cái đó là có sự bức bách ở trong đó, có cái tâm sân đó. Cho nên là trong cái ngành sư phạm thuộc về giáo dục đâu có chấp nhận cho mình đánh cái người học trò của mình. Thì như vậy trong cái vấn đề tranh cãi về chánh kiến, mình đâu có dùng, đâu có quyền dùng bạo lực để bóp nghẹt tiếng nói của người ta. Như vậy mình sai. Như vậy cái tánh nóng của mình không kiềm chế, cho nên mình đi đến cái việc đó là mình sử dụng cái sức mạnh của mình, cái sự giỏi võ của mình để mình nô lệ cho cái tâm sân của mình, và cuối cùng mình tạo ra cái ác nghiệp là giết chết một người. Người ta có cái quyền tự do mà, tự do ngôn luận, tự do có một cái chánh kiến riêng của mình, có một cái lý tưởng, có một đường lối người ta theo đuổi. Mình không thể nào dùng cái bạo lực để bóp nghẹt, không thể nào dùng bạo lực để giết người ta đi cho im bặt cái tiếng nói đó, không thể được. Như vậy cậu này, khi mà ra tay với người bạn của mình đã sai lắm rồi. Cho nên đó là cái khi mà cậu có một cái thời gian mà cậu yên ổn được đó, thì hàng ngày đó cậu đều mua hoa tới cái nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi đó, để dần trong đó là thắp hương và ngồi đó suốt cả buổi để nói chuyện với cậu Thành. Biết mình đã sai rồi, tất cả những cái tư tưởng đối kháng đều có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau, để tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải dùng bạo lực để mà hạ sát người ta. Thì như vậy rõ ràng ông thầy nói đó, trong cái mắt của người này có cái sát khí, tức là cái tánh nóng, nóng lắm, để đến khi mà xử sự mọi việc đó có thể do cái tánh nóng này đó mà tạo nên cái nghiệp sát. Chính xác một lần thứ nhất. Một lần thứ hai là khi cái tay anh chị này mới nói rằng đi Tây đi Mỹ về, tưởng làm ông này bà nọ, hóa ra cũng chỉ là thằng ăn mót vàng, lại còn giết cha giết vợ nữa. Thì cái người này không chịu đựng được, là bởi vì bị xúc phạm, bị khơi lại cái vết thương cũ, không có chịu đựng được. Và vì vậy đó đã giải quyết một cái câu nói, nó có châm biếm, nó có chỉ trích, nó có khinh thường trong đó, nhưng dẫu sao nó cũng là một sự thật, không chấp nhận được. Và vì vậy đó là một lần nữa là người bay lên với cái cú đá hiểm nghèo của mình đó, thì cái người phu già này chết tại chỗ. Thì một lần nữa chúng ta thấy gì? Cái người này cũng không kiềm chế được cái tánh nóng của mình, cho nên mới xảy ra cái chuyện là lại giải quyết một cái câu nói biếm nhẽ của người khác đó, bằng cách đó, sử dụng cái vũ lực của mình đó, để mà làm bóp nghẹt cái tiếng nói đó, tức là đá cho nó chết rồi thì nó không nói nữa. Một cái lần sai thứ hai cũng là nô lệ cho cái tánh nóng của mình mà thôi.
Như vậy nghiệp mà chúng ta tạo tác đây, nó đã in hình sẵn trong cái tánh khí của chúng ta. Nhưng người ta có thể dừng lại được, chứ không phải không dừng lại được. Nếu mà biết lần thứ nhất mình sai thì cái lần thứ hai này đó kiềm chế được. Cho nên quý vị thấy, khi mà trong cái đời sống mà người ta đó nói này nói kia nói nọ là cái chuyện bình thường. Người ta nói mà cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra, mình ở sao cho vừa lòng ta được. Và quý vị nghe trong cái bài kinh Pháp Cú số 222 có nói này: Atula nên biết xưa nay đều như vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa bị người chê, làm người không bị chê thật khó ở đời này. Như vậy mà khi mình sống thì cái dư luận mà người ta chê mình là cái chuyện không có mới là lạ, chứ còn có thì nó bình thường thôi. Mà hơn nữa người ta nói đúng sự thật. Quý vị thấy, một cái cú đá đầu tiên nó giết hai cuộc đời. Cái thứ nhất cậu Thành chết tại chỗ, cái thứ hai cả một cái cuộc đời người này điêu đứng. Rồi nó liên lụy theo cái gì? Nó liên lụy theo đó là cái lúc mà người này thú tội tất cả sự khốn khổ của mình, thì cái người cha đó đã chết trong nước đó. Và cái miệng lưỡi thế gian thì người ta nói là bị gì nó bậy bạ vậy, cho nên cha nó chịu nổi, cha nó chết thì nó giết cha nó chứ ai. Thật sự cậu này không có cái, không có ý nghĩ giết cha, mà có ý nghĩ là thú tội một lần để mà cha tha thứ, mà mình yên ổn, mình trở về với mái nhà với cha để làm lại cuộc đời. Hoàn toàn không có cái ý nghĩ đó. Nhưng chuyện nó đã đến cái nước này rồi thì không thể nào mà có thể nói khác hơn. Bây giờ khi mình trở về, những tưởng là đem trầm hương, những tưởng là đem kỳ nam về đó, để có thể mua lại cái chiếc đàn cho vợ, để có thể mà hai vợ chồng đó thay đổi một cái đời sống như thế nào để có cái miếng ăn hàng ngày. Thì bây giờ kỳ nam với trầm hương không còn nữa, mà trở về đây để chứng kiến một cái chuyện quá đau lòng. Chúng ta tự hỏi, không biết rằng một lần thứ hai trong đời của người đàn bà yếu đuối này đó, lần trước là để đổi lấy một cái căn phòng và cái chiếc đàn piano của chính mình đây. Và lần thứ hai này, lần thứ ba này, khi mà làm cái công việc đó, có phải vì miếng cơm manh áo không? Không đủ thuốc để mà uống, không đủ cơm để mà ăn, đã làm cái việc đó phải không? Cho nên khi người chồng mình nói như vậy thì người này đã lặng lẽ treo cổ để mà chết. Người này đâu có giết vợ, bởi vì nửa năm sau nghĩ rằng cái cuộc đời nó khốn khổ, nó nhấn chìm mình rồi, thì tại sao không trở về để nâng đỡ của người vợ của mình. Cho nên đã trở về, đã hay cái tin đó và khủng hoảng không chịu đựng được, mà đâu có giết vợ đâu, đâu có giết cha đâu. Nhưng mà nó là cái sợi dây liên kết, nó giống như là chúng ta đẩy mà cái này nó đụng vào đây thì cái này nó lăn, nó đẩy vào cái khác, như trên một cái bàn mà ta thủng pizza vậy, nó có một cái mối liên hệ với nhau, nó đưa đến một cái tai họa mà nó đau lòng không thể nào mà kể được, kể xiết được. Người ta nói một sự thật nhưng người này không chịu đựng được, và trong lúc quá đau đớn, quá uất ức không biết tại sao nữa, không biết tại sao cái đời mình nó lại khốn nạn như vậy, không nhìn ra. Và để chấm dứt những cái lời biếm nhẽ đau lòng này thì người này đã dập tắt nó bằng cái tâm sân, một cái cú đá chết người để chấm dứt cái sự biến dị. Và lần thứ hai cái sát khí này nó để hiện hình, lần thứ hai người này nô lệ cho cái tánh nóng nảy của mình. Ở tại cái lớp này sư cô có kể quý chị nghe cái chuyện này rồi, nay là chỉ lặp lại thôi. Khi một dạ xoa đó bồng cái đứa con, mà cái đứa con nhỏ của mình bị chặt đứt cánh tay, rồi vì cái nhà sư đã chặt cái cây, chặt đứt cái cánh tay của dạ xoa, thì dạ xoa mới nói vậy: với cái
lực của Giả Sa đây, Giả Sa có thể bẻ gãy cái đầu ông sư này, tích tắc là chết liền. Tại sao mà chặt đứt cái ngón tay con gái của Giả Sa như vậy? Nhưng mà Giả Sa suy nghĩ là nếu mà Giả Sa bẻ gỗ ông sư này thì tất cả những phi nhân ở trong cái rừng này á, nó sẽ bẻ cổ không biết bao nhiêu người. Cho nên cái ông sư này là có thầy của mình. Thầy của ông sư chính là Đức Thế Tôn. Tại sao ta không đến chỗ Đức Thế Tôn để trình bày? Cho nên là ôm cái đứa con mà bị chặt đứt cái cánh tay này đó, mới là dùng cái thần thông mình đến nơi cái tinh sáng của Đức Phật. Tay con còn chảy máu, quỳ xuống khóc mới nói hết cái sự tình. Thì Đức Phật mới nói rằng ta khen cho Giả Sa đã làm chủ được cái cơn thịnh nộ của mình, và cũng như một người đánh xe ngựa mà làm cho cái con ngựa đó nó chạy được cái nước kiệu thì mới đúng là cái người đánh xe giỏi. Cho nên khen thưởng Giả Sa là biết kiềm chế cơn nóng giận của mình. Và sau thì Giả Sa này đó được Đức Phật tặng cho cái cây mà gần hương phòng của Đức Phật để Giả Sa ở chỗ đó. Thành ra khi mà cái người mà để cho những cái lỗi lầm của mình mà đi tới cái ác nghiệp mà thuộc về cái nghiệp sát, nó nằm trong cái tánh nóng mà thôi. Nó nằm trong cái sự bức bách, sự bức xúc, sự đau khổ, sự tuyệt vọng. Nó sẽ dùi dập chúng ta. Bản thân mình có thể dùi dập mình, mình có thể hành xử ác với người khác. Đó là cách ứng xử với cái quả mình đã sai lạc rồi. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện có trong Kinh Pháp Cú. Đây là cái câu chuyện trong bài Kinh Pháp Cú số 115. Đó là nói về cái người quá phụ Pháp Cú Cú Tích Nát Cú Tích Cát. Thì trong cái thành Xá Vệ đó có một cái người gia chủ giàu có, sanh tất cả là 14 người con, 7 người con trai, 7 người con gái. Khi cái vị gia chủ này mất rồi đó thì để lại cái tài sản cho cái người vợ là cư sĩ của mình quản lý hết cái tài sản đó. Thì người này, người vợ này làm rất là giỏi. Rồi con cái của những người này đó sau đó đều có gia đình hết, và đều được yên ổn, và đều được sống không có thiếu thốn và hạnh phúc. Một thời gian sau đó là các con của bà mới nói với bà này: không lẽ các con của mẹ đây đó mà không có đủ sức để quản lý tài sản của mẹ sao? Để mẹ lớn tuổi như thế này mà phải còn vất vả. Không lẽ các con của mẹ đó đầy đủ như thế này lại còn có cái tài sản của mẹ để quản lý nữa mà để mẹ đói khổ hay sao? Nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó nói văn này thế khác. Thì cuối cùng bà thấy các con nói cũng đúng. Bây giờ mình lớn tuổi rồi mà còn vất vả cai quản những thứ này để làm gì? Trước sau thì cũng chia cho tụi nó hết thôi. Thì thôi bây giờ chia sớm cho nó để cho mình nhẹ đi, với lại người cư sĩ mà còn tu tập nữa, cho nên chia hết tài sản của nó cho hết 14 đứa con. Thì những ngày đầu tiên đó, bà mới đến nhà con trai trưởng ở trước. Ở một hai hôm đầu nó không nói gì. Tới ngày thứ ba, thứ tư thì con dâu trưởng nó nói rằng: mẹ, mẹ tuyệt vời của con ơi. Đâu phải cái chỗ này là cái chỗ mà mẹ ưa thích ở đây đâu. Vì mẹ nên nhớ rằng tài sản của mẹ đâu có phải chia riêng cho một người con trai trưởng đâu mẹ. Rồi khi con dâu nó nói vậy thì bà lặng lẽ đi. Thì bà đến nhà, lần lượt đến nhà những đứa con khác, thì nó dẫn một cái ý đó, nhưng nó nói khác nhau để cho bà hiểu rằng đó, là nó không muốn bà ở trong nhà nó ngày nào cả. Thì quý vị nghĩ nếu mình làm mẹ mà bị con nó gạt gẫm như vậy, và bây giờ mình trắng tay không có một chỗ ở, và ngày ngày cũng không có cơm để mà ăn, mà đi tới đứa nào thì nó cũng chỉ đuổi mình ra, thì trong lòng của mình nó phiền não đến giường nào, mình thở than đến giường nào, mà mình bế tắc đến giường nào. Nhưng không, cái người này đó, sau khi mà sửng sốt về cái cách đối xử của con mình,
và có đau trong lòng lắm chứ. Nhưng người này nghĩ có lẽ tới đây là hết cái nợ trần rồi, cho nên không nói một lời phiền trách, cũng không giữ cái nỗi đau trong lòng mình nữa, mà nói rằng con đường duy nhất, chỗ ở duy nhất mình có thể đến đó là Ni Đoàn. Cho nên là bà đi thẳng đến Ni Đoàn và xin xuất gia. Sau khi được chấp nhận vào xuất gia thì bà mới suy nghĩ thế này: bây giờ tuổi mình lớn rồi, sức khỏe của mình suy rồi, và khi mình vào đây đó là trong cái chỗ này người ta giao mình chấp tác cái gì đó thì mình làm cho nó đàng hoàng cái chỗ đó, rồi thời giờ còn lại đó thì phải hiến hết cho cái việc tu tập. Cho nên đêm đêm đó mà muốn đi kinh hành để cho nó đừng có buồn ngủ đó thì cứ lần mò, cứ rờ vậy đi để nó không gây tiếng động và không té, mà suốt như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, mà chỉ có một lòng một dạ là bây giờ cái con đường duy nhất để mình không có khổ đau thế gian này nữa, để không có phải nếm trải như những cái gì mình đã nếm trải qua đó, thì chỉ có con đường là phải tìm ra cái sự sáng suốt ở trong tâm của mình. Thì khi đó Đức Phật ngồi trong cái gương Phật, và Đức Phật phóng cái hào quang ra, và Đức Phật mới nói với lại cái người ni này như sau: Ta Hú Bút Thí Ca, dù sống 100 năm không nghe pháp của Thế Tôn dạy và không hành thiền tuệ thì cũng không bằng sống một ngày mà thấy được pháp tối thượng. Rồi Đức Phật mới nói một cái câu kinh Pháp Cú số 115 như thế này: Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Thì khi mà được Đức Phật đó phóng cái hào quang ra và hiện ra để nói với cái người nữ tu này như vậy, thì cái người này đó hiểu rằng là gánh nặng mình đặt xuống rồi, và tất cả không còn gì phải lo lắng nữa. Và cái tâm này, người này bừng sáng nhập vô dòng thanh. Đó là cái con đường mà chúng ta thay đổi cái số phận của mình. Cái phước người này có chồng giàu có, đặng hào của mà còn đặng hào con nữa. Mà con mình nó cũng nên người hết rồi, nhưng không dè cái giờ cuối trong cuộc đời của mình mà 14 đứa con không có một đứa nào xót thương cho cái thân phận già nua của mình, không chỗ ở, không cơm ăn, không biết nương tựa vào đâu. 14 đứa như một cũng chỉ vì nó đã lấy hết tài sản rồi. Và nếu như người ta không hiểu biết thì người ta lê lết để mà đến nhà này nhà kia trong cái quen biết của mình á, để mà kiếm cái miếng sống, được chịu đựng không nữa đó, có khi bệnh mà chết, có khi đó là phải cách nào đó tự tử mà chết. Người ta không đi vào trong cái bế tắc, từ trong cái đau khổ không đi vào trong đau khổ. Đau khổ là pháp bất thiện, không do duyên với pháp bất thiện nữa, mà từ trong đau khổ là từ trong bóng tối có thể đi ra ánh sáng. Thì cái người đàn bà bất hạnh này từ trong bóng tối đã đi ra ánh sáng. Bây giờ mình nhìn một người thứ hai, cái người mà ở đây đây, cái người mà chúng ta đến thắp nhang quỳ xuống, và khi chúng ta đau khổ như thế nào thì chúng ta kể cho mẹ Quan Âm nghe. Cái người đó đó, trước khi mà đi vào trong cái ngôi chùa đó, thì người này có cái án oan không có biện bạch được. Chồng là một nho sinh, cho nên là dùi mài kinh sử. Cái người vợ này cái buổi trưa đó thì mới đem cái đồ ra để mai, để giá. Hồi xưa nó có cái rổ để mai giá, thì trong rổ đó có kim, có kéo, có đầy đủ hết. Thì cái người chồng ngồi kế bên học người vợ thì mai giá. Khi người chồng mệt mỏi quá thì mới là ngã xuống ngủ, thì lấy cái bắp chân của vợ làm cái gối nằm xuống để ngủ. Thì khi vừa mai giá mà chồng á, là nằm ở trên cái đầu gác trên cái bắp chân của mình, thì cúi xuống mới thấy cái dưới càm của chồng nó có cái nốt ruồi và nó có mấy cái sợi râu nó mọc dài ra. Thì cô này mới lấy cái kéo để cắt cái râu đó. Nhưng mà trong lúc cô vừa đưa cái kéo vô cắt cái râu đó,
thì cái người chồng một cửa mình thì nó mới đụng vào cái kéo đó, thì anh ta đau đớn quá, anh ta mới hét lên. Thì là cô này rút cái dao ra thì máu tuôn ra và cái dao, cái kéo đầy máu hết. Thì cái bà mẹ chồng nghe la hét như vậy từ bên trong chạy ra, thấy con dâu cầm cái kéo đầy máu, còn con của mình nó thụ ôm cái chỗ này máu nó tuôn ra. Thì cả hai la lớn lên rằng đó, người này đã giết người. Người chồng nói rằng vợ giết mình, và người mẹ chồng nói là con dâu đã giết con trai. Bây giờ biện bạch không có ai nghe. Và như vậy thì cái người này bị trục xuất ra khỏi căn nhà, trục xuất ra khỏi cái làng xóm đó. Đi đâu? Đâu có về nhà được đâu. Con gái đã xuất giá theo chồng thì đâu có trở về nhà được đâu. Mà ai chứa chấp mình đây? Cho nên quý vị thấy là cái thời đó những người phụ nữ họ giải quyết bằng cái cách có khi họ nuốt nữ trang vô họ chết, có khi họ nhảy xuống giếng họ chết, có khi họ thắt cổ mà chết, chứ con đường mịt mù. Nhưng mà người này không mịt mù, người này nhẫn xuống, chịu tai tiếng, chịu nhục nhã, chịu bị bỏ rơi cô đơn một mình. Bây giờ con đường của người này tìm tới là cái chùa. Nhưng cái người này còn trẻ đẹp quá mà, làm sao vào chùa tu được? Chứ đâu có dễ gì một cái chùa tăng mà người ta dám tiếp nhận một cái người đi vào tu, không dám đâu. Cho nên người này mới giả dạng là một thanh niên để xin xuất gia. Thì cái thân phận của mình như vậy và con đường mình chọn như vậy, cho người này ở trong chùa đó giữ cái hạnh lành của mình rất tốt, cho nên thầy rất thương. Nhưng mà cái chú tiểu Kỉnh Tâm này đẹp trai quá mà, cho nên biết bao nhiêu những cái cô thiếu nữ vào chùa đó thì cái lòng trần nó chưa dứt, cho nên là mới tơ tưởng cái chú Kỉnh Tâm này. Trong đó có thị mộng, và chú tiểu này một mực giữ giới, không có ngó ngàng gì và cũng không có đếm xỉa gì tới cái sự quyến rũ của thị mầu cả. Thì thị mầu vốn là một cô gái lẳng lơ mà đâu có chấp nhận được cái điều đó, cho nên mới lan chạ với cái người tớ trai của mình và cuối cùng mang thai. Thì khi mang cái thai đó thì làng nước phải đem ra xử. Thì cô này đâu có khai ra là mình lan chạ với tớ trai, cho nên mới khai ra là con này là của chú tiểu Kỉnh Tâm. Một cái án quan lần thứ hai, đi tu vẫn bị một cái án thứ hai là cái án tà danh. Cái án trước là nó thuộc về cái án sát nhân, đây là cái án tà danh. Thì bây giờ nói làm sao? Nói thì quá dễ. Bây giờ nói không, tôi là con gái mà, tôi đâu phải con trai đâu mà như vậy, quá dễ. Nhưng mình nói xong rồi, người ta thả mình ra, mình ăn đâu với ở đâu, mà liệu con đường tu của mình có được hay không, thì thôi thì nín thinh. Và như vậy đó, giữa công đường đó thì cái người tu này đó phạm giới mà thuộc về nghiệp tà danh, cho nên đánh 100 roi đó là coi như máu đổ ra, nhưng cắn răng mà chịu. Thầy không biết rằng con gái, nhưng mà thầy biết là cái người này nó không có bậy bạ, nó không có lan chạ. Nên từ hồi vô tu tới bây giờ nó không bước chân đi đâu hết. Một giờ, một phút, một giây đều ở trong chùa hết, mà chấp tác thì rất tốt. Thầy dạy đâu là lo tu đó, làm sao mà thầy không tin cho được. Cho nên thầy mới nói thôi con, bây giờ thì con không có ở trong chùa được rồi, nhưng mà thầy cho con ngủ ở ngoài hiên. Đêm mà thầy tụng kinh thì con ở ngoài hiên con tụng kinh, rồi con có thể chấp tác được cái gì trong chùa mà ở ngoài cái chùa đó, tức là vườn tượng thì con lo đi, rồi bữa cơm thì thầy cho con ăn, rồi con chịu khó con ở ngoài hiên đó con tu. Thì người này mừng lắm, bởi vì thầy không có đuổi ra, vẫn được tu, vẫn được ở trong chùa, cho nên là mừng lắm mới ra mái hiên đó. Nhưng mà mấy tháng sau thì thị mầu đem một cái đứa con đó bỏ ngay chỗ cái mái hiên đó. Bây giờ làm sao? Bưng cái đứa nhỏ này đi mà xin bú thép. Cái người mà ta thương á thì ta nói tội nghiệp tu hành mà còn gặp cái cảnh này. Còn có người mới nói cho đáng đời đi, bậy bạ thì bây giờ là phải lãnh con mà nuôi chứ ai mà nuôi.
Thì quý vị thấy cái miệng đời của người ta đó, người ta nói chịu đựng không được. Nhưng người này làm cái gì? Người này có cái chịu nhẫn. Bởi vì nếu như bây giờ mình nói ra sự thật đó, thì thị màu sẽ ra sao? Cái người mà cùng với thị màu làm cái chuyện mà trái cái thuần phong mỹ tục này đây đó, thì sẽ ra sao? Đứa nhỏ này sẽ ra sao? Cho nên cái nhẫn này đó không phải để cho mình, mà để cứu thị màu, để cứu cái người quan hệ bất chính với thị màu, và đặc biệt là cứu đứa nhỏ này. Rồi chuyện người ta cũng sẽ biết thôi. Tại sao bây giờ phải biện bạch? Tại sao bây giờ phải đi chứng minh? Trong khi một chữ nhẫn của mình nó có thể làm dịu xuống tất cả mọi thứ. Thì quý vị thấy, có được chữ nhẫn này là có cái sáng suốt. Cái sáng suốt để nhìn ra cái gì? Nhìn ra rằng mình hết lòng hết dạ với chồng và với mẹ chồng. Và khi đó cái chuyện mà nó gọi là ngoài cái ý muốn mình xảy ra đó, mình đã không biện bạch được một tiếng nào. Và bây giờ chồng với mẹ chồng mình không có còn một chút xíu cái tình cảm nào với mình, ngoài cái chuyện mà ta kinh sợ mình và ta hận thù mình. Còn gì để nói nữa? Nhận ra như vậy là hết rồi. Có thấu than cũng không được gì, có oán trách cũng không được gì, có kể lể cũng không được gì. Chọn một con đường khác đi. Cái con đường đó là nợ trần gian đã hết rồi, thì đi vào cái con đường tu tập. Bây giờ đi vào đây tu tập, một cái án quan thứ hai, phải nhận biết rõ rằng mình không có phạm cái tội đó. Nhận biết rõ rằng nếu như mình chịu cái án quan này thì con đường tu tập mình có thể tiếp tục được. Mình chịu nhục để ôm cái đứa nhỏ này nuôi, đó là nó bộc lộ được cái lòng từ của mình. Đây cũng là một cái pháp tu của mình. Tại sao mình lại không làm? Và vì vậy cái người này đã có một cái chữ nhẫn, thêm một cái sự sáng suốt, và cái người này đã thay đổi được số phận của mình. Thì thế, cho nên á, khi cái định mệnh, thì cái số phận nó có mặt trong cuộc đời của mình là đương nhiên nó phải hiển lộ ra. Nhưng mà khi chúng ta đọc thấy, hiểu thấy là cái tánh mình nóng quá, cái tánh mình tham dục quá, mình hỏi với mình có nên kiềm chế không? Khi mà nó câu thông như vậy, khi mà ứng xử như vậy, ta có nên kiềm chế không? Nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta nói nên kiềm chế, nên kham nhẫn một chút, thì tai họa nó đi qua. Cho nên người Việt Nam mình nói một câu nhịn chín câu lành. Mà cái nhịn đây đó không phải nhịn để chịu nhục, mà cái nhịn đây á, là cái nhẫn nhịn. Phải có người, phải cái người đó phải sáng suốt, cái người đó phải đủ cái dũng mới có thể nhẫn được một cái chữ nhẫn, mới có thể thực hành được cái chữ nhẫn đó. Và như vậy đây là một trong những cái cách mà chúng ta có thể thay đổi cái số phận của mình. Cái cách đó phải rõ cái tâm tính của mình, và phải biết trong cái hoàn cảnh mà nó đẩy mình lên cái sự xung đột, sự mâu thuẫn lên cái đỉnh điểm đó, là trong lòng của mình uất ức đến tận cùng, thù hận đến tận cùng, đau khổ đến tận cùng, thì mình hiểu rằng đó là cái đỉnh điểm. Và cái đỉnh điểm này nếu chúng ta vâng theo cái lời nói của nó, thì chúng ta lại chồng chất những cái nỗi đau khổ của mình chỉ có tăng chứ không có giảm. Mà tới đó mình biết rằng tất cả cái đỉnh điểm của sự sân hận này, của sự đau khổ này, của sự tuyệt vọng này là con đường đưa chúng ta tới cái ngục tối. Cho nên chúng ta nói hãy bình tĩnh lại, hãy kham nhẫn lại, hãy sáng suốt lại để tìm một cái lối ra bình an nhất. Cho nên cái người mẹ không có trách mượn bướm đứa con của mình, không có đi đến đâu để mà than thở kể lể hết, mà biết rằng duyên đã hết rồi, con đường duy nhất của chúng ta đó là cái con đường đi tìm cái chân lý về mặt tâm linh. Một cái người mà để bây giờ trở thành cái vị Bồ Tát mà gọi là Đức Quan Thế Âm, mà Quán Thế Âm có nghĩa là nghe cái tiếng kêu đau khổ của ai,
dùng cái thần thông của mình nó phân thân ra để đi cứu tất cả những người khác. Bởi vì mình đã cùng cực cái sự đau khổ mà. Mình biết người ta đau khổ, người ta có thể làm những cái điều thiệt hại cho người ta rất lớn. Cho nên mẹ Quan Âm mới giang tay ra, nghe cái tiếng kêu đau khổ của ai đều tới để nâng đỡ, để làm cho người này dịu xuống, để làm cho người này tỉnh lại mà tìm cái lối thoát tươi sáng cho mình. Cho nên quý vị thấy, ngay cả bên Thiên Chúa giáo cũng có Đức Mẹ Maria, cái Phật giáo của Tây Tạng cũng có Mẹ Tara, thì cũng là để dạy cho chúng ta gì? Tất cả mọi cái việc xấu nhất khi đi đến đỉnh điểm nó đều có con đường giải quyết. Cái con đường đó là thấy rõ, biết rõ và làm cho nó dịu xuống. Người Việt Nam mình rất hay nói như thế nào? Cơm sôi nhỏ lửa có bao giờ nó khê. Bây giờ ở nhà mình cãi nhau nè, rồi nó đi đến cái đỉnh điểm rồi, thì thôi mình nhịn. Mình nhịn đâu phải mình ngu, cũng không phải mình chịu nhục, nhưng mình nghĩ rằng nếu nói nữa, nếu gây sự nữa thì tai họa sẽ đến. Cho nên muốn bình yên thì rút cái cơn giận mình xuống. Nếu bình yên thì chúng ta sáng suốt nhận ra mọi vấn đề để tìm được cái lối thoát của nó. Thì như vậy mới có thể ra khỏi được cái khổ cảnh mà do cái định mệnh của mình, tức là do cái nghiệp xấu mình đã gieo trồng. Và giờ này cái dòng nghiệp xấu nó vẫn chảy trong cái hiện kiếp của chúng ta. Và khi chúng ta thấy như thế thì chúng ta làm cho nó dịu xuống, làm cho nó không có điều kiện để bùng lên. Và chúng ta dùng cái sự sáng suốt của mình để chúng ta dẫn dắt mình ra khỏi cái sự đau khổ. Cho nên cái con đường ở thế gian này nó chỉ có hai mà thôi. Một là có tất cả chúng ta đây đó, chọn cái con đường bình an, hay là con đường đau khổ. Mà muốn chọn con đường bình an thì chúng ta phải có sự sáng suốt, chúng ta phải có sự kham nhẫn. Và cái người nữ chúng ta có cái phước báo đó, là cái bản chất của người nữ hầu hết đều là cái bản chất dịu dàng. Cho nên người ta mới nói người nữ là nước, mà cái người nam là núi. Núi thì cứng rắn, hùng vĩ và sừng sững, nước thì ở dưới thấp, trôi chảy một cách nhẹ nhàng. Nhưng hãy nhớ rằng núi không có thể làm cho nước tiêu hao được, nhưng nước có thể làm cho núi tiêu hao. Nước chảy thì đá mòn, chứ đá không làm mòn được nước. Cho nên khi mà cái sự xung đột xảy ra là một cái pháp, mà nó gọi là cái pháp của cái quả đại đó, là nó nóng lên, nó thiêu đốt và nó làm cho mình cứng cỏi. Và cái chỗ đó đưa đến sự bất hạnh. Tại sao trong tâm của mình không chảy một cái suối nguồn mát mẻ? Một cái người nữ vốn đã có cái tình cảm này, trước nhất khi mình hoài thai một đứa con, mình nuôi cái đứa con đó, thì đó là cái suối nguồn của cái tình yêu thương trong cái tâm người mẹ. Vì cái chỗ đó mà hãy dịu xuống, vì cái chỗ đó mà phải kham nhẫn chút một chút, thì chúng ta soi sáng lấy con đường của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại cái cuộc đời của cái cậu nhân này, chúng ta thấy cái người này có cải được cái số mệnh này không? Thì chúng ta nhớ rằng cái lần đầu tiên đó, khi mà đá cái người bạn ở trung phòng của mình chết đó, thì bởi vì cậu này xuất phát từ một cái điều tốt đó, là cái tấm lòng của mình là cái có cái nhiệt tâm nhiệt thành đối với quê hương đất nước, và cho rằng cái cách thức mình chọn là tối ưu. Còn cái người này á, là nó không đi con đường đó, mà nó cứ cãi hoài cãi quỷ, cho nên mình chịu không được. Từ cái pháp thiện đó duyên tới pháp bất thiện là cái tánh nóng của mình á, cho nên đá chết cái người đó. Và cái lần thứ hai thì đã nói rồi, nhưng trong đời người này đó có làm được những cái việc tốt sau đây. Cái thứ nhất là trong cái lúc mà đi tìm chồng đó, thì cái người này đó đáng lẽ ra đó, nếu như cái người tầm thường khác thì bây giờ cái chuyện lũ thì mạnh ai nấy thoát thân, thì cậu này có thể là với cái túi trầm của mình trên vai,
với cái sức khỏe của mình, với cái khả năng mình đứng ở gập đá này có thể phóng mình qua gập đá khác, thì cậu này đã thoát rồi. Nhưng mà khi thấy một người bạn trước mình không cứu được, tới cái người bạn thứ hai này đó, thì xả thân để mà cứu. Mất Trầm Hương hết thay kệ, sau cũng thay kệ, miễn còn cái sự sống thôi. Thì cái đó là cũng là cái lòng thành, đó là cái nhiệt tình mà đứng trước cái chết của người khác đó, thì người này đã thể hiện hết tất cả cái tấm lòng tốt đẹp của mình và đã làm được một cái phước báo, đó là cứu được một mạng người. Một cái lần thứ hai trong cái cuộc đời của mình đó, là tất cả mọi người ta đều đứng đó và ta sững sờ, người ta thấy rằng không thể nào cứu hai mẹ con của người này. Nhưng mà cái xe ba gác vừa tới, trông thấy cái cảnh đó không có nghĩ gì khác hơn ngoài cái việc phải cứu được hai mẹ con người này, cho nên là phóng tới và đẩy hai cái người này ra khỏi cái đường rầy xe lửa, còn mình thì kẹt hai cái chân trên cái đường rầy phải chết. Và chính vì cái người này cứu người khác với tất cả cái tấm lòng chân thành của mình, không kể cái sự nguy hiểm của mình, bất chấp tất cả, miễn làm sao cứu được mạng người, thì đây là cái nền của cái thiện lành. Và đây là cái nền tảng để cho cái người này nè sẽ đi trên cái con đường tốt đẹp của mình. Mặc dù ngày nay đã bất lực rồi với hai cái chân cụt của mình, nhưng mà nhớ lại, không phải mình tạo cái nghiệp ác mà cụt hai cái chân, nhưng mình tạo cái nghiệp lành, mình chấp nhận mất một phần thân thể và chấp nhận kể cả cái chết để mà cứu người ta. Thì cái người này trong kinh pháp cú như thế này: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, đã vui càng thêm vui khi thấy nghiệp thiện mình làm. Thì mặc dù mất hai cái chân nhưng mà đã thay đổi được cái số phận của mình, đó là mỉm cười với tất cả những cái việc thiện của mình và xóa đi tất cả những cái lỗi lầm trong cái nghiệp ác của mình đã tạo ra. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt, đều được kham nhẫn, để cho chúng ta đi trên con đường thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tu an lạc. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình yên, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.